một trong những thương hiệu khủng bố, chấp hết Việt Nam đi tìm đến thế giới còn khó nè. Đấy. Nhưng mà cái này là bót cho bà con coi thôi, còn bán hay không là tùy duyên nhá. Chứ không phải là có tiền là mua được đâu. Thẳng thắn nói câu cho nó gọn luôn. Đó. Thấy chưa?